Hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Hàng Bãi Rẻ. Thứ clip ngày hôm nay thì em lên cho bác một em đồng hồ nhá. Con này có lam đế này. Con này có màn hình LED hiển thị ngày, tháng và tuần nhá. Thứ này, hôm nay nó là thứ là mô cự Joby, tức là thứ tư các bác nhá. Nếu ai đọc tiếng Nhật được đây là chữ mô cự là cái hiệu của cây ấy, là ki ấy. Đấy, con này mặt kính rất đẹp này. Rất là ok nhá. Xung quanh viền rất là ok này. Đây này. Các bạn này, con này có hai chế độ chỉnh giờ các bác này. Đấy. Con này có cái tem với mã số của nó thì khắc chìm các bác nhá. Đấy, khắc chìm này. Hai chạy hai quả pin thì hai cái đây là hai quả pin Việt Nam nhá. Em lắp pin Việt Nam đây. Reset up và download reset này. Thì cái chữ này nó là cái chỗ mấy nút này thì để chỉnh cái màn hình LED này. Đấy. Còn lại cái cần còn chỉnh giờ thì các bạn cái trên này các bác này. Đây là cái máy Nhật này. Đấy. Đồng hồ Nhật nhìn nó chạy vẫn rất khác luôn nha các bác nhá. Xung quanh nó thì khá là ok này. Đây là hốc treo này. Đấy, con này thì có dạ quang các bác nhá. Kim của nó là kim giật này. À, kim chạy theo ấy này. Còn kim giật khác nhá. Đây là kim này trên kim gọi kim đua này gì em cũng không sành lắm. Thì kim này nhìn nó hay mắt hơn các bác nhá. Đấy, thì em tắt điện cho các bác xem. Đấy, úi giời. Các bác này, sáng chưa? Úi giời, rất là hay nhá. Sáng trưng luôn đấy. Đấy, kim chạy kìa. Đấy, bật điện lên. Đấy, rất là hay nhá. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 này. Thì tiếng Nhật thì nó sẽ là ngược nhá. Thứ này, ngày và tháng này. Thì Moku Jobi này, 20 này. Hitachi này, ở đâu? Hatsuka này. Đâu? Hitachi các bác nhá. Là ngày 20. Và Ichigatsu tháng 1. Đấy, thì con này em bán với giá là 600k các bác nhá. 600k. Bán hàng chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhá. 0983 này 329 này 755 giúp em với. Đấy, em chào các bác nhé, em hẹn các bác clip tiếp theo ạ.